Đại Long, cầm gì đây? Đây. À. Cái này làm bằng một chất liệu hơi bị đặc biệt nha. Cho nên hôm nay á tụi mình phải đến một cái nơi nó cũng phải đặc biệt một xíu. Tại vì người ta có câu gì thì Lộc? Lửa thử vàng, còn bạc năng thử sức. Còn còn bạc thì thử gì? Bạc mình quất bằng năng lượng mặt trời. À. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Fanny Hồng đây và đây là Võ Sư Lộc. Còn trên tay của tụi mình đang cầm là một nút bạc nha. Thì hiện tại là mình đang có mặt ở số 456 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình. Hôm nay mình sẽ đến quán bún bò Vua Mặt Trời để mình phui nút bạc nha. Người ta có câu là lửa thử vàng, gian lan, gian lan, gian lan, gian nan thử lửa và nút gian bạc. Gian nan thử sức. Và nút bạc. Mọi người cầm nút bạc bị rung quá. Nhưng mà trước khi thưởng thức món ăn cũng như khu nút bạc thì mọi người đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Fanny Hùng nha. Giờ mời mọi người cùng vào quán nào, let's go. Vua Mặt Trời. Ồ, có chữ R nữa kìa. Chắc là sẽ hấp dẫn lắm đây. Thấy màu chiến á, màu đỏ là thấy màu chiến rồi đó. Ở đây á, nghĩ á, quán sang sang vậy nè. Dạ. Chắc là người ta sẽ có cái cách phục vụ nó đặc biệt á. Đúng rồi, cái đó là dĩ nhiên rồi. Order trước hay sao? Tại vì á bây giờ em đang thứ nhất là vừa rung, thứ hai là vừa đói nữa. Kiểu như đói rung luôn tay chân á, nên bây giờ em quyết định là mình sẽ cui sâu đúng không? Đúng rồi. Anh đi này làm gì đây? Bên quán chu đáo ha. Có cả dung dịch vệ sinh nữa. Rồi. À, em chào chị. À, chị cho em hỏi là quán Vua Mặt Trời của mình hoạt động lâu chưa ạ? À, gần 1 năm rồi. Và mình có mấy chi nhánh ạ? À, bên đây hiện tại đang có 2 chi nhánh. Một cái là ở 456 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình. Một cái nữa là ở 63 Nguyễn Bánh, phường 17, quận Phú Nhuận. Wow, 2 chi nhánh nè mọi người. Nên ai mở gần chi nhánh nào có thể đến đó để ăn nha. Mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? À, bên đây hiện tại đang hoạt động từ lúc 7 giờ sáng đến 13 giờ chiều và từ 17 giờ tối đến 22 giờ. Thì chị có thể cho em biết là bên mình là bán những cái món nào của quán không chị? Dạ. Bún bò rồi đó. Truyền thống của em chuyên về những món truyền thống của Việt Nam á. Yeah. Đây là những cái món bún bò truyền thống bên em. Ngoài đây là có bún bò xào xả ớt. Đó, cái này lạ nè. Dạ, đây là bò núi giấm thấu đá ăn với lại bánh tráng và cuốn với rau rừng á. Ăn dạ. Bánh tráng cuốn rau rừng, cái này chắc thầy Lộc phải quốc rồi. Dạ, ngoài ra mình cứ chấm mắm lên nữa. Dạ, thì dạ. Đặc biệt là bên em có bún bò thấu đá. Bún bò thấu đá. Nghĩa là chờ bên em luôn. Dạ, đặc biệt ạ. Rất đáng thử nè mọi người. Hiện tại mùa dịch á, dạ. Thì quán có chương trình gì không? À, hiện tại bên em mùa dịch có đồng hành với lại mọi người á, thì sẽ có một cái chương trình khuyến mãi ở bên này ạ. Dạ. À. Thì khi mà mình mua một tô mình sẽ tặng một tô cho truyền thống ạ. Có nghĩa là mình mua một tô này đúng không? Là, à nè, một tô nhỏ là được tặng một tô nhỏ nè mọi người. Hay quá ha. Ô, tô đá nè. Là được tặng một tô truyền thống, tô lớn luôn. Đây nè, khi mà mình mua thố đá là mình sẽ được tặng một tô lớn truyền thống. Có nghĩa là mình có thể mua được tô nhỏ, tô vừa, tô lớn nha. Tô đặc biệt thì không được, chỉ là được ba phần kia. Nhưng mà chị cho em hỏi là trong mùa dịch này á, thì mình áp dụng cái chương trình này tới bao giờ mình biết không? Bên em sẽ đồng hành từ mùa dịch luôn, khi nào mà hết dịch bên em mới dừng lại. Hết dịch mới dừng lại nha mọi người. Và bên mình á, thì mình có bán qua giao hàng không chị? Dạ, có, Shipper. Có giao hàng thông qua Thì nãy giờ em cũng tham khảo cái menu bên chị rồi. Ở bên mình á, là em thấy một thố có giá là 94.000 á. Nhưng mà ở ngoài thường em thấy cái mặt bằng á, giá trung bình là tầm từ 30-40k. Có thể giải thích tại sao bên mình có cái mức giá này không chị? Dạ thì hiện tại ra bên em có những thố truyền thống là gồm có giá từ 48 đến 80.000. Thì dạ, những thố truyền thống bên em thì lượng thịt thì sẽ khác nhau. Dạ. Còn bên em thì cái tô mà 96 mà thố đá nó sẽ đặc biệt hơn rất là nhiều. Nhất là cái loại thịt nó sẽ được nhiều hơn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Thứ hai là thố này sẽ được nung trực tiếp cùng cái đất của mình luôn. Và bê đá rất là sôi. À, kiểu như nó cũng cung phu đúng không chị? Dạ rồi, em sẽ kêu một phần bò nhúng giấm thố đá nè và một phần bún bò thố đá. Thì em cơ hái này là em được tặng hai. Mình sẽ được tặng những tô truyền thống ở bên này hoặc là bún bò xào và cái nước ngọt. Ôi, chắc chắn là phải làm món này rồi. Tại vì em nghĩ cái này nó cũng tự tự như bên đây ha chị. Đó, cho nên mình sẽ được tặng hai phần này nha mọi người. Với lại ở bên đây mình thấy có cái món bột lọc cũng lạ quá nè. Bánh bột lọc. Bột lọc lớn đi chị. Rồi, còn bên đây là nước giải khát nè, thầy Lộc uống gì thầy Lộc? Có cái gì nè? Có cái vậy chắc em phải có cái vương miệng. Em phải lấy cái ôi, hồ trà đào cũng ngon. Cho em một trà đào nha. Đây mọi người, bây giờ thì chị quản lý sẽ hướng dẫn cho mình cách để làm nước chấm và gia vị tùy chọn nè. Thì ở đây của anh thì sẽ có mắm ruốc.
mình dùng mình sẽ đảo lên, tại vì cái này bên em đã pha chế sẵn rồi. Dạ. Yeah. Mình chỉ dùng để chấm, nếu ăn cay thì cho thêm ớt thôi. Rồi, ok chị. Đây là sa tế. Sa tế. Wow, sa tế cũng là bên đây làm luôn hả chị ha? Ớt là bên em tự xay luôn chứ không có nhờ bên ngoài xay dùng. Dạ. Yeah. Bên mình sa tế có cay lắm không chị? À, cũng khá cay. Ấy xay. Khá cay thì Lộc ơi, đúng 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 khẩu vị rồi. Rồi thêm một miếng chanh vào. Ở đây nguyên liệu họ cũng rất là bày biện rất là đẹp nha mọi người. Có muỗng riêng luôn, ai ăn có thể đến để mình chọn nha, múc riêng. À, không để cục tóc mấy bạn nữa. Nhưng mà ôi chu đáo quá vậy. Rồi, đây xong hai chị ha. A few moments later. Ôi, hồi nãy á mọi người mình quay cái đoạn intro cho nên bây giờ nó cũng hơi nguội nè. Nói nguội chứ thật ra nó vẫn còn nóng ở đây Lộc ha. Đúng rồi. Đây, ở đây là có một cái muỗng bằng đá luôn nè. Nó nặng lắm nha. Thầy Lộc là thích món bún bò, còn mình cũng vậy. Cho nên mình sẽ lựa một cái quán bún bò thật là hoành tráng để mình vừa ăn, review và vừa phun nước bạc nha mọi người. Giờ thì mọi người sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Mời mọi người nha. Cheers. Yeah. Ở đây họ có trà trà đào nè. Nhìn đẹp quá ha. Nước ép dưa hấu. Này húng lủi nè. Nước ép dưa hấu. Wow. Ở đây anh em mình nhìn rất rõ khu vực nha. Bên đây là tấu đá bò nhúng dầm. Bên đây là tấu đá bún bò. Trời ơi. Nhúng mà sớm này chứ để không nó nguội á. Trời ơi. Đây vô. À. Một cái này mình nhúng một hồi là nó sẽ chín nha. Ở đây là mình thấy là có nạm nè, có thịt luộc nè, rồi hành hành tây với lại rau răm. Ù rau răm là thấy cũng là thiếu. Lấy bỏ vào. Một miếng chanh chỉ hả? Ok, bạn có thể thấy miếng thịt nó đang dần chuyển sang màu màu chín nè. Nó đỡ hồng rồi đó. Tại vì á thầy Lộc là người miền Nam á nên rất là thích ăn rau nên mình sẽ nhường thầy Lộc. Mình là người miền Bắc. Mình không ăn rau nhiều á. Em ở sống miền Nam rồi em ơi. Em là đã lai tạc Nam. Lai tạc. Nói chứ em lấy vợ miền Nam mà. Ui mà ép vô nó nóng quá á. Đây. Cái này nó có món nước chấm là mắm nêm rồi. Ăn là hết sảy không bọc ấy luôn á. Nước lèo ở đây rất là ngọt mọi người. Mình nghe có mùi xả nè, đặc trưng của cái nước lèo bún bò nè. Bên cạnh đó thì có cái độ giòn giòn của rau muống kết hợp với lại rau chuối á mọi người, rau chuối thái rối á. Cảm giác ăn trong cái tô này. Em nhớ tới quán nào không? Phở thố đá. Anh là nhớ tới phở đá lửa. Anh em mình ai cũng cần ăn trong thố đá. Nhưng hôm nay đặc biệt vì là bún. Bún bò chứ không phải là phở. À, mình chưa giới thiệu mọi người nha. Ở đây còn một cái đặc biệt nữa nè. Cái này là bún xào xả ớt. Bún bò xào xả ớt. Lát nữa mình sẽ review cho mọi người coi. Mình đây nè. Mình sẽ bỏ sẵn vào đây cho nó chín. Tại thanh niên hùng là không có ăn tái được. Mình sẽ quấn cho thanh niên hùng một cuốn. Quấn sa tế. Sa tế ở đây cũng chị nói là cũng cay lắm á. Wow, cái này mắm mùi ruốc. Cảm ơn. Cái mắm này là mắm ruốc mọi người. Miếng thịt bò rất là nóng, kết hợp với cái vị mắm ruốc thơm thơm nữa nè. Và cái bò này á thì mình hiểu như mình bỏ vào mình ăn liền, cho nên á thịt nó rất là mềm nha, ăn cảm giác cực kỳ đã. Cảm giác nó rất là hòa quyện với lại nước chấm nha. Cái này sẽ quấn cho thanh niên. Mình có ít bún thôi, thanh niên này đùng đẩy nữa.
chế tạo đâu khó vậy. Ở trong cái tô bún này á, mình còn thấy một cục chả nè. Cái này giống chả cua quá vậy. Hay là ruốc ta? Đây, ăn thử coi. À cái này là chả mọi người ơi. Chả cá. Em ăn được lát tóc không? Ăn được anh. Mình cực khoái cái lá này. Lá này gọi là lá cóc. Các bạn ăn mấy bạn uống bánh tráng nó tạo cái vị chua chua á. Ăn nó đỡ bị ngán. Lần này mình rút kinh nghiệm rồi, mình sẽ lót 2 miếng bánh tráng để tạo cái độ chắc nó không có bị chảy cái miếng thịt. Mình sẽ quấn chắc cái tay vào, xiết cái bánh tráng luôn. Wow, nhìn hấp dẫn quá nha. Chấm này đúng không? Xiết chặt tay vô. Ồ, thằng niên này lấy nhiều bún quá rồi. Cái miếng chấm ăn đã lắm, mắm nêm ăn xuống. Thử một miếng nha, mời mọi người nha. Tay dài tại vì quấn hai cái bánh tráng. Đúng, cái nước chấm này siêu phẩm đó. Nó hơi ngọt ngọt, nó thì ngọt ha. Nhắc lại á, thì nhân tiện á, buổi nay á, anh em mình cũng ngồi ôm lại và cái kỷ niệm mà trong đặng đường có nước bạc á. Thì nói chung là anh biết tới Hùng là trước khi quay clip rồi. Nhưng mà cái duyên từ khi quay clip tới giờ thì hôm nay mình cũng đã gắn bó cũng được khai khá clip á. Em thấy là rất vui hôm nay được đồng hành với em trong buổi cuối nước bạc này. Nhưng cũng nhân tiện là mình cũng có những cái chia sẻ mọi người. Thì trong quá trình mà quay clip á, bên cạnh những cái cảnh vui vẻ mà mình thể hiện á, cũng có rất nhiều cái mình với anh em mình phải suy nghĩ á, để làm sao cải thiện clip cho tốt hơn. Mình mong là từ khi mà cua nút bạc tới đây á, thì anh em sẽ có nhiều ý tưởng hay hơn để cống hiến tới mọi người. Ok. Và cũng bớt đi những cái cảm ứng dị lại á. Nhắc tới cái này anh lại nhớ tới clip gì em biết không? Bước. Bánh xèo bọt hoa. Bánh xèo gần chợ bọt hoa. Cuốn bánh xèo khổng lồ á, mọi người nhớ không? Khi mà mình ăn đó, cái sợi bún nó mà kết hợp với cái thịt bò nó dai, còn thêm cái lớp bánh tráng á, nó cũng gai gai nữa. Nhưng mà khi mà mình thấm cái nước vào á, thì cái bánh tráng nó sẽ tan ra, cảm giác rất đã nha. Ở đây á, mình sẽ làm mắm thơm bầm rất nhiều. Dạ. Tạo cái vị thơm chua. Thơm đúng không? Tạo vị ngon chua, nó làm cho cái mắm này mình nó không có bị ngấy. Kết hợp với các loại rau ăn kèm nữa. Bơ lòng còn nóng không? Nóng. Bên em đúng nóng luôn á. Nạp nạp người nhìn khói bốc lên nè. Bên ăn nãy giờ mà khói vẫn bốc lên. Nóng cực kỳ. Hồi nãy á, trong lúc mà thầy Lộc cuốn cho mình một cái bánh tráng á, mình mới suy nghĩ là một cái cách ăn là mình xịt thêm chanh vào trong cái nước mắm ruốc và sa tế này. Cho mình nghĩ bây giờ nó sẽ có vị cay và chua á. Rất là hấp dẫn. Nè. Đúng, chua chua và có mùi ruốc cay, cay lắm không? Thì nhân tiện đây cái clip này mình cũng chia sẻ mọi người câu chuyện của mình về cái công việc làm YouTube này. Mình bén duyên với nó là từ năm 2016, đó là mình làm về game đột kích đó mọi người. Lúc đó mình đang học đại học, phải đi thực tập nhận thức thì nó không còn thời gian để mình chơi game nữa. Lúc đó mình bỏ năm 2016, mình không làm YouTube nữa mà mình đi học, tập trung vào học đại học cho đến tháng 8 năm 2018 nha mọi người. Mình thấy em mình ở nhà nó xem rất là nhiều cái clip dạng như là kiếm tiền tỷ từ YouTube, thu nhập từ YouTube rất là nhiều. Cho nên á, mình cũng suy nghĩ là vậy tại sao á, mình cũng có thể mình làm mà cũng có thể đăng clip lên để mình kiếm tiền từ YouTube thì tại sao mình không làm. Thế là mình bắt tay mình làm vào tháng 8 mọi người. Lúc đó là mình làm song song, một bên là khách sạn, một bên là YouTube. Đó, mình cứ làm song song vậy. Mới đầu á là mình làm về TikTok, làm về những cái clip mà hài hước trên TikTok á, nhưng mà nó không phát triển. Thế là mình qua mình làm hướng dẫn á mọi người. Mới đầu là mình hướng dẫn những cái nó điệu nhảy á. Chưa, trước lúc điệu nhảy là có những cái clip mà không ăn rồi, có ăn luôn.
mình làm cái thử thách ăn tại nhà nè, ví dụ như uống sinh tố xúc xích nè, ăn ba cái bánh bông lan đó, những cái clip ăn tại nhà. Và lúc đó chất lượng video cũng rất là kém nên mọi người cũng không có thu hút gì nhiều. Thế là lúc đó là đang nổi lên anh Khá Bảnh đó mọi người. Thế là mình bắt trên liền clip hướng dẫn bố quạt. Sau những cái clip đó là mình được cả triệu lượt xem luôn á, clip bố quạt á. Những cái đó thì thường hướng tới đối tượng là những đối tượng trẻ đúng không? Thứ một phần là nó theo trào lưu, thì khi qua trào lưu đó rồi á thì nó sẽ không có còn được ưa chuộng nữa đúng không? Nên đó là một trong những quyết định em chuyển hướng hẳn ra làm bên mạng ẩm thực đúng không? Dạ. Em làm cái đó là để em kiếm được một cái lượng sub xem, lượng người xem nó ổn định. Lúc đó là mình sẽ chuyển cái mảng khác mình làm. Sau cái đó là mình chọn và thử thách ăn uống mà review á, là mình làm một cái clip ăn phở Hùng á mọi người, phở ông Hùng 200k á. Đó là từ đó trở đi là mình làm về review ẩm thực. Nói chung cái này cũng là một cái clip anh em mình trải lòng với nhau. Thì giống như đi trên một con đường á, thì có những người đi tới cuộc đời của mình, người ta giống như đi trên trạm xe buýt vậy, tới trạm này người ta đi chung với mình, nhưng mà qua trạm khác thì người ta đi một chuyến đi khác. Thì mình vẫn cảm ơn tất cả những người đã đồng hành với mình trong những chặng đường mình đã đi qua. Nhưng mà có những cái khó khăn, cũng có những cái mà bất đồng ý kiến á, nó dẫn tới nhớ mình không còn như xưa. Thì nhân cái đây thì mình cũng cảm ơn tất cả các thành viên đã đóng góp trong cái clip của Hùng để kênh của mình có được ngày hôm nay. Mình không phủ nhận công sức của họ, mình rất là cảm ơn họ nha. Nhưng mà khi mà làm việc với nhau mà có cái mâu thuẫn á thì nó không thể nào làm việc với nhau được đó mọi người. Cho nên á, dù mình có cảm ơn họ nhưng mà mình cũng rất là tiếc là mình không thể nào làm việc chung với họ được nữa. Hả? Chung nhưng mình vẫn luôn luôn mong chúc là chúc tốt đẹp gửi tới tất cả những người mình đã từng đồng hành với mình. Chúc cho họ thành công trên con đường mà họ đã chọn. Cái bún bò sợ ớt nè, cái vị rất đặc biệt nha. Ủa anh ăn qua tới đó rồi hả? Còn em nóng quá. Có một cái nè, đó là thịt bò mà em nhân dạng như bò xào vậy đó. Mà ta xào nó vẫn còn giữ được cái độ dai dai, nó không có bị cứng. Dạ. Cộng với cái chả khi mình ăn mình trộn vô cái bún nè, nó làm cho cái vị nó kiểu như nó thanh thanh mà cũng đã, và cái vị nước mắm nó hòa quyện vô rất là ngon. Em nghe nói em chịu không nổi rồi, em phải ăn thử thôi. Lấy qua cho nguội hả? Đúng rồi. Hay là qua canh để giúp không cho nguội á. Giờ trong hai buổi này mình nên ăn riêng á, để cho nó chắc. Không sao đâu, ăn riêng ăn chung vậy vô cách ly anh em. Đúng rồi á. Ví dụ là thầy Lộc thì dương tính á, xong rồi cái bên sở y tế hỏi là anh hay tiếp xúc với ai. F1 và thằng Hùng đó chị. F1 và thằng Hùng đó chị. Hùng là nó hay đi quay với em lắm. Thời gian cũng không được nữa. Có biết rồi mà. Đúng rồi. Mọi người ơi, mình thấy cái bún bò xào này á, chưa gì là mình đã nghe được cái mùi mùi học phòng á. Cái này giống như là cái gì ta? Giống hành tây quá vậy. Hành tây. Đúng rồi, hành tây. Và cái mùi đậu phộng rất là thơm. Không nhận. Để mình thử ăn miếng coi. Cái này mình ăn với mắm này nè, đổ vào luôn. Mình ăn mùi đậu vào quá. Đi mình. Dạ. Hôm nay thấy anh có điểm gì đặc biệt không? Ê, tóc nha mọi người. Nãy giờ mình ăn mình cởi nón ra để chuẩn bị cho clip này mình có đầu tư mọi người. Cạo râu hả? Cạo râu nè. Nhuộm tóc nè. Rồi kiếm cái áo nào mà nó may mắn nè. Ừ. Ôi, sao em đen vậy? Em hơi đen á. Đỏ đen. Đỏ đen à? Thì mình cũng vậy, mình cũng phải chỉnh chu quá. Chỉnh chu xíu. Mình hôm nay mình mặc cái áo này chắc mình cũng mới thấy lần đầu. Thường á, mình đi qua clip mình hay mặc áo thun thôi. Cái này khi mình mới bỏ vào miệng á, mình có cảm giác nó giống như là gì mọi người biết không? Bún thịt nướng. Lộc ha, có giống bún thịt nướng. Nhưng mà khi mà những cái nguyên liệu ăn kèm á mọi người, nó bắt đầu nó bốc mùi lên á, thì nó mới có được cái vị đặc trưng. Vì vậy bốc mùi bắt đầu lan tỏa mùi mà, thì nó mới có cái vị đặc trưng của bún bò xào.
nó dính lắm không? Bà bạn em thấy á, cái bột của nó này em vô tình chạm vào em thấy nó khác với bánh bột lọc tròn tròn á. Cái bột của em màu đục hơn. Màu đục hơn nè. Cái bánh bột vàng vàng nó trong trong. Nhưng mà chất lượng nha, nghĩ là sẽ hấp dẫn đấy. Em sẽ thử nha. Hành phi. Ui. Như mắm hơi bị đỉnh á. Như mắm nó sực sợ. Nó hòa quyện với cái hành phi. Có thêm cái cay cay của ớt nữa. Mắm này là mắm chua ngọt hay mắm gì ạ? Mắm này là mắm kiểu mắm mặn á. Có pha thêm một miếng tắc hay miếng chanh thôi. Wow. Nhìn nó giống như cái miếng nước khoáng của những vận động viên nước khoáng, nước sống. Đúng không? Camera mẹ lỗi rồi mọi người, rung tay rồi ra bạo. Giờ không có ấy đâu. Bây giờ bà Hiếu sẽ vô làm camera nghe nha. Bà Hiếu là có kinh nghiệm đi quay cho mấy loại phim đó mọi người. Mọi người muốn biết Hiếu là ai? Hãy lên YouTube tìm cái tên là Bố Đời. Sẽ ra một cái bộ phim. Đúng rồi, ra một cái bộ phim. Máy cưa. À, máy cưa. Đó, Hiếu là anh đại trong phim đó nha. Chơi hả? Cái anh em sao vô vào nhào lên. A few minutes later. Giờ thì lòng cưa lại miếng bột lòng nè. Ta trừ cây nè. Đã có nước cây. Ok, mình ăn nhanh để mình cuốn nước vàng nữa. Ủa có nóng không? Gì? Em mới hỏi. Tự nhiên mới ăn kia nè. Wow. Cái miếng này á, nếu mà so sánh với nhân hóa nó lên á, nó giống như người già. Người già thường có kinh nghiệm. Nó vừa già, nó vừa dẻo, vừa dai. Ăn cái này rất béo. Có con tôm nữa. Bây giờ mình sẽ phải dọn dẹp bàn lại để cho nó sạch sẽ, sau đó mình sẽ tiến hành khâu quan trọng nhất. Đập hộp các bạn. Chào mọi người. Bây giờ đã tới tiết mục rất là quan trọng đây. Thật ra mọi người, mình cực kỳ hồi hộp. Mình là người nhận được nút bạc, nhưng mà mình chưa khui cái này ra luôn. Đây mình sẽ phép mới về đúng không? Không, và cũng được khoảng mấy tuần rồi. Nhưng mà mình đợi tới một cái dịp, cái liệt. What the hell? Cái dịp đặc biệt. Cho nên mình mới làm á. Bây giờ không muốn đập hộp như thế nào. Ôi. Nói chứ hôm nay mình cũng rất vui á, nhưng mà cũng có hơi chạnh lòng xíu. Có thể là thành viên lúc trước không còn đông đủ nữa. Nhưng mà trong cái buổi vui hôm nay á, thì nếu mọi người tới mà mọi người đã có mâu thuẫn từ trước á, thì mình cũng không có vui vẻ để mình thực hiện những cái nghi thức vậy. Nên trước khi vui thì mình xin một lần nữa cảm ơn tất cả các khách mời đã đồng hành cùng những cái clip của Hùng đúng không? Dạ. Mình luôn ghi nhớ những cái gì họ đóng góp cho mình. Ok, bây giờ anh nói rồi á, em á, lát nữa khui ra xong em sẽ nói. Để em lấy dao cắt. Hồi hộp quá. Thật ra thì mình đã coi những cái clip mà họ khui nút bạc ở trên YouTube nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay đích thân mình khui một cái nút bạc á, thì mình cảm thấy là rất là hồi hộp. Hồi hộp quá mọi người. Không, vậy nè, kéo đi. Nè. Ôi. Wow. Sẽ giữ chưa? Chưa đâu. Đây là một bức thư cảm ơn nè. Bạn vừa mới làm nên điều kỳ diệu mà rất ít người sáng tạo trên YouTube có thể làm được. Bạn đã chạm tới mốc kỳ diệu là 100.000 người theo dõi. Rồi đây nè, 3, 2, 1. Anh đi không? Vui quá. Ôi, chữ nổi luôn á. Chữ nổi nè. Đây nút bàn cho mọi người.
Hôm nay mình mới được thấy nó tạc mắt á. Bùi ra đi. Ý chà. Ui, có cái gì là phúc ẩm đó nè. Đây. Nè, để mình lấy ra nha. À. Mình soi gương được luôn á. Soi gương được à. Cái này chắc mình phải treo ngay đầu giường á. Ê. Mình phải treo ngay đầu giường á để mà mỗi lần mà mình đi ngủ á, soi gương trước khi đi ngủ. Đã quá. Nó có đồ treo nè. Nó không có mùi gì hết á. Nó có đồ treo nè. Dạ. Có cái đồ treo đằng sau nè. Cái này mình cứ làm treo lên mới được. Thì bên trong á nó giống như một tấm kiến. Ở đây thì nó có một cái nút hình tam giác. Cái này thì cái chất liệu của nó nhìn nó cũng rất là đã nha mọi người. Cứng lắm nè. Presented to Funny Hùng for passing 100,000 subscribers. Chữ nổi. Chữ này nó nổi lên, nó nổi lên. Rồi. Rất là vui. Thì mình cũng xin có một số cái lời muốn gửi đến mọi người ha. Thì đầu tiên á, mình xin được nói về cái tình hình của nhóm bây giờ là chỉ còn có mình và Võ Sư Lộc thôi. Thì trong thời gian sắp tới có thể mình sẽ có sự xuất hiện của một người nữa. Người nào thì mọi người từ từ sẽ biết nha. Cái tiếp theo mình muốn nói đây là mình cũng có mời những người khác đi quay chung với mình. Thì để mà có được lúc bạn hôm nay thì có được cái sự hỗ trợ rất lớn từ những người đó. Nhưng mà bây giờ người có dự định riêng, còn một người thì có mâu thuẫn với nhóm, cho nên không thể nào tụi mình tiếp tục quay chung nhau được nữa. Sau clip này thì mọi người cũng đừng thắc mắc những người khác đâu. Hiện tại chỉ còn có mình và anh Lộc thôi. Mình cũng cảm ơn những người đó đã giúp cho mình có được cái nút bạc ngày hôm nay. Nhưng mà không làm việc chung nhau được nữa thì mình cũng chúc cho họ sẽ luôn thành công trên con đường của họ ha. Và bên cạnh đó, người mình cảm ơn nhiều nhất đó chính là Võ Sư Lộc. Trong những lúc mà khó khăn á, hoặc là trong những lúc quá trình đi quay á, những cái việc mà Võ Sư Lộc làm á, mình có thể nhận xét và đánh giá được. Mình nhìn vào đó, mình có thể biết được người nào đối xử tốt với mình. Đó, cho nên mình rất là quý trọng và cảm ơn Võ Sư Lộc rất nhiều. Một điều rất quan trọng đó là những bạn fan thân mến, hơn 100,000 trái tim đã subscribe kênh, đã theo dõi, giúp cho kênh có được nhiều hôm nay. Không có các bạn thì sẽ không có Tân Yên Hùng. Thì cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ cho kênh, luôn đưa ra những ý kiến đóng góp để cho kênh được hoàn thiện hơn. Tụi mình sẽ tiếp thu những ý kiến để mà giúp cho kênh nó được phát triển toàn diện, đặc biệt những cô chú, những fan cứng, fan mềm, hoặc là những bạn đang xem clip này mà chưa đăng ký kênh, các bạn có thể ấn chuông, chọn tất cả. Các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 3 giây thôi nha, để bấm vào nút đăng ký và bấm vào cái chuông để nhận được những cái thông báo của mình. Không thì anh muốn nói tới mọi người á, thì dù làm gì đi nữa mình vẫn luôn nhớ tới cái điểm khởi đầu của mình là gì đó, là cậu thương hiệu của mình từ lúc mình mới quay tới bây giờ. Thì bây giờ đó là một cái bản sắc của mình. Thì anh chúc em trên chặng đường sắp tới sẽ luôn luôn có được những cái sự thay đổi hợp lý nhất để luôn luôn tạo nên cái sự hấp dẫn cho từng cái clip của mình. Thì anh không biết là anh có thể đồng hành với em tới bao lâu, nhưng mà trong khi mà còn có thể thì anh sẽ cố gắng có những cái suy nghĩ, có những ý tưởng nào đóng góp, anh sẽ góp ý để cùng các fan tạo dựng nên một ngôi nhà Phân Huy Hùng với nhiều cái clip hấp dẫn, với nhiều cái thử thách hấp dẫn. Và một cái nữa là gì, luôn luôn đề cao đó là sự funny. Thì nhân nay thì cũng cảm ơn những anh em, đúng không? Anh em nó bỏ luôn luôn đồng hành với team của mình. Cho dù trước khi quay hay cho dù lúc Hùng có đã thành một người nổi tiếng hay không gì nữa, thì anh em sẽ luôn luôn đồng hành với Hùng. Là một câu nói của nội Đường Long, của thầy Thủy á, thầy của mình và Hùng á, thì mình xin chia sẻ với mọi người đó là dù làm gì đi nữa mình vẫn phải làm cái tâm của mình. Thì cho dù mình đi chậm hay cho dù mình đi lâu, mình cũng sẽ về tới đích vậy thôi. Mình cũng có một cái fanpage trên Facebook, nhưng mà mọi người yêu mến cũng như là muốn cập nhật các sự kiện
mini game. Event thì hãy like cho fanpage Đỡ Một Trên Rồi nha. Link mình sẽ để dưới phần mô tả, link của mình cũng xin được phút tại đây. Nếu như mọi người cười thì hãy like, nếu thấy hay thì hãy subscribe và chia sẻ nhiều người khác cùng xem. Rồi nó subscribe rồi, không có. Sắp tới thì các bạn có bất cứ thách nào thì để lại bình luận dưới comment. Mình sẽ xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm tiếp cho mọi người cùng thức nha. Ok, xin chào các bạn.